Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ từ ngày 29 tới tháng 3 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, hàng triệu người dân Mỹ sốc và kinh ngạc với các phản ứng của chú Bảy TT của đất nước Mỹ trước hàng loạt người dân Mỹ chết vì vụ xả súng tại trường học. Nội dung thứ hai, miền Bắc California ồ ạt liên tiếp các trận động đất xảy ra. Quý vị cẩn thận củi và lửa nha. Và nội dung cuối cùng, điều mà quý vị cần phải biết những ai đang sống trên cái đất nước Mỹ này để tránh bị phạt nặng. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây mà quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là tiểu bang California. Hy vọng quý vị cô chú bác sau khi nghe được cái thông tin này, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta ở bên đó đó, người Việt ở bên California biết để mà đề phòng cẩn thận củi và lửa. Đây thì trong lúc mà những cơn bão tiếp tục đổ bộ vào cái vùng vịnh San Francisco và nó đã gây ra những cái cơn mưa to gió lớn, thì đùng một cái vào ngày hôm qua, theo tờ báo Cali Today cho biết là rầm rộ những cái trận động đất liên tiếp xảy ra back to back vào ngày hôm qua tại cái vùng vịnh San Francisco và miền Bắc California. Cái trận động đất đầu tiên nó xảy ra có cái độ là 3,5 độ Richter, và kế tiếp thì sau đó nó xảy ra hai trận dư chấn 2.6 độ và 2.8 độ, tức là liên tiếp quảnh tuần tì bùm 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 ba trận động đất. Người dân từ thành phố Santa Cruz cho đến San Francisco, người ta đã cảm nhận được nhà cửa rung chuyển, đất đai rung chuyển, bàn ghế rung chuyển. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì chính quyền California chưa có tường trình về một cái thiệt hại nào hay là một người nào tử vong quý vị nha, tại vì người ta đang cập nhật cái tình hình đó. Thì những cái trận động đất này nó diễn ra khi mà các cơn bão nó tiếp tục đổ bộ vào vùng vịnh San Francisco và tiểu bang California. Hy vọng là quý vị cẩn thận củi và lửa nha, tại vì California là một cái nơi mà có thể nói là động đất nhiều nhất trong 50 tiểu bang ở trên cái đất nước Mỹ này. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới một cái chuyện, đó là chú Bảy của chúng ta. Vào ngày hôm qua rầm rộ người dân Mỹ, người ta đã sốc quý vị ơi, người ta đã sốc. Sốc là tại vì sao? Là tại vì chú Bảy đã phán ra một cái câu mà có thể nó làm cho hàng triệu triệu người dân Mỹ người ta kinh ngạc. Đây, sau khi chú Bảy được báo cáo cái chuyện xả súng tại trường học ở Nashville, tiểu bang Tennessee, đã làm cho ba trẻ em chết, ba người nhân viên trong trường học chết, và cả luôn hung thủ cái người nữ mà cầm súng vô trường á cũng chết. Rồi. Thì sau cái rầm rộ người ta đang đau buồn vì cái trận xả súng, thì chú Bảy có một cái cuộc họp báo. Khi mà chú Bảy bắt đầu cái cuộc họp báo, quý vị biết chú Bảy nói cái gì không? Đây là cái phản ứng của chú Bảy nè. Đây. Trời ơi, trong nhà tôi có rất là nhiều chocolate. Tủ lạnh nhà tôi, đặc biệt là cái ngăn trên hết á, chứa đầy những cái chocolate, đầy đủ các loại chocolate. Tôi thích ăn chocolate. Tự nhiên đang họp báo về cái chuyện chết người, về cái vụ xả súng, mà chú Bảy đem cái chuyện ăn uống chocolate ra, chú Bảy kể lại với mọi người và phóng viên báo chí. Thì sau khi cái phản ứng của chú Bảy như vậy, làm cho hàng triệu người nói trời ơi, ông này không biết ông có tỉnh hay là ông đang mơ mơ màng màng cái gì vậy trời. Ông có biết là ông đang họp báo về cái chuyện gì không? Ông đang biết là ông đang họp báo về cái chủ đề gì không? Trẻ em chết, người lớn chết, xả súng rầm rộ trong trường học không lo, mà đi lo cái chuyện ăn chocolate. Và kể lại với mọi người là trong tủ lạnh nhà ông ta có rất là nhiều loại chocolate, và đặc biệt là ông ta còn bật mí là trong tủ lạnh cái ngăn đầu tiên của ông ta là coi như chất đầy hết chocolate. Thay như quý vị thì chú Bảy đang suy nghĩ cái gì vậy? Chú Bảy đang đứng trước phóng viên báo chí, đang đứng trước ống kính,
hàng triệu triệu người dân Mỹ đang theo dõi mà tự nhiên không nói về chuyện đau buồn xả súng, hay là không nói về cái cách làm thế nào để ngăn chặn cái chuyện xả súng, mà tự nhiên nói về cái chuyện ăn chocolate bỏ tà luôn, làm cho hàng triệu người dân Mỹ người ta sốc và người ta kinh ngạc với cái phản ứng kinh tởm này của chú Bảy. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới một cái điều mà người dân Mỹ sống trên cái đất nước Mỹ cần phải biết. Tại vì sao cái luật này nó mới vừa được thông qua, quý vị ơi, nếu mà quý vị không cẩn thận củi lửa thì quý vị có thể bị phạt tiền nha. Đây, một điều mà người Việt ở trên cái đất nước Mỹ này nên biết kẻo bị phạt. Thì hiện tại bây giờ trên cái đất nước Mỹ này, chính quyền của chú Bảy đang có những cái offer cho người dân Mỹ là chuyển sang xài xe điện, đúng không? Mà khi mà xài xe điện á thì dĩ nhiên quý vị cần phải có cái chỗ chạc xe. Thì bây giờ trên cái đất nước Mỹ này thì có thể nói nhiều thì cũng không nhiều, nhưng mà cũng có một số shopping, parking này nọ kia thì có những cái chỗ mà cho dành riêng cho xe điện đậu để mà chạc. Thấy chưa? Rồi đây, thì vào ngày hôm qua trên cái đất nước Mỹ này đang có rất là nhiều cái thành phố tiểu bang người ta đã ra một cái lực, tức là nếu chúng ta sớm xa sớm sát mà chúng ta chạy xe xăng mà đậu vào những cái chỗ xe điện để mà chạc á, thì chúng ta sẽ bị phạt ít nhất $100 lần đầu tiên. Thấy chưa? Còn lần thứ nhì thì không biết bao nhiêu cái đó thì nó chưa nói, nhưng mà cái luật này nó đã thông qua ở nhiều thành phố và nhiều tiểu bang rồi quý vị nhé. Nếu quý vị chạy xe điện thì quý vị đậu vào cái chỗ sạc xe điện, nhưng đây quý vị sạc xong mà quý vị vẫn còn đậu ở chỗ đó, tức là đậu hơn cái thời gian mà quý vị sạc á, thì quý vị cũng bị phạt $100. Tức là hiện tại bây giờ trong những cái phạt kinh của shopping mall hay là chỗ này chỗ nọ chỗ kia thì quý vị thấy có 1-2 phạt kinh dành riêng cho xe điện. Quý vị ý là tôi chạy xe điện thì chắc là tôi đậu ở đây được, tôi làm bộ tôi đậu đây để tôi đi vô cho nó gần rồi tôi lấy cục chạc tôi ghim vô, đúng không? Nhưng người ta sẽ để ý quý vị, tại vì người ta có camera an ninh everywhere ở ngoài parking. Nếu quý vị nào đậu lâu hơn cái thời gian mà quý vị chạc á, quý vị cũng bị phạt tiền $100. Hoặc là quý vị chạy xe xăng mà quý vị đậu vô cái chỗ đó, quý vị cũng bị phạt $100. Thành ra quý vị bà con cô chú bác cẩn thận củi và lửa. Cho dù quý vị chạy xe xăng hay xe điện gì cũng đừng nên đậu, tức là mình cũng phải biết cái lực này để mà mình tránh bị phạt quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lẹ buổi sáng ngày thứ tư, Tony cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình của bà con cô chú bác ở tiểu bang California vì những cái trận động đất và mưa gió bão bùng. Thì Tony cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một like viết và chữa bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai, Tony Lê Houston, đó là cái tên của channel. Bà con cô chú bác nếu hứng thú về những chủ đề như là cuộc sống người Việt tại Mỹ, cách làm ra tiền, cách lose the money, dân dân, công an việc làm, những cái kinh nghiệm của bản thân Tony Lê chia sẻ trong cái channel đó, chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link bên dưới cái phần bình luận, cô chú bác click vào đó để xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí nha. Và cũng đừng quên ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh và nhấn nút chia sẻ để tôi có động lực làm ra nhiều cái video mới nữa trong cái channel thứ hai quý vị nha. Have a good day, thank you.